Kim Thoa xin thân ái kính chào Tái Ngộ cùng toàn thể quý vị. Xin chào đón quý vị trở lại với Kim Thoa và công ty Precious Realty and Mortgage trong chương trình Ngôi Nhà Ước Mơ. Và hôm nay thì Kim Thoa muốn chia sẻ đến quý vị cái đề tài mà rất nhiều những investor của Kim Thoa đã hỏi, đó là mình nên làm cái private lender hay mình nên mua cái nhà để đầu tư. Thưa quý vị, đây là một cái câu hỏi mà khi nghe thì Kim Thoa nghe rất là mừng. Trước tiên là vì quý vị đã có một cái số vốn dư và đang có một cái sự suy nghĩ là mình nên làm như thế nào từ cái tiền dành dụm của mình mỗi ngày. Nếu mà nói về cái private lender thì Kim Thoa cảm thấy là một trong những cái đầu tư mà mình cảm thấy nhẹ nhàng và đơn giản nhất, đó là quý vị chỉ cần cho mượn tiền giống như nhà băng thôi. Quý vị chỉ ngồi đó và mỗi tháng mình thu tiền lời và mình không có cần phải lo gì hết, vì cái người mượn tiền đó là nhà của họ, họ sẽ phải lo tiền thuế, tiền insurance và họ sẽ lo thật nhiều cho cái nhà của họ, vì đó là nhà của họ, không có đem phá hay là làm một cái bất cứ cái gì mà bất lợi cho họ. Và quý vị chỉ là người lender mà thôi, chứ không phải là quý vị là người lender. Tất nhiên là cái nhà đó quý vị cũng có phần trong đó, thưa quý vị, không phải mình chỉ là một cái người lender, tất nhiên là người cho mượn, và cái nhà là cái nhà của người mua, cái nhà của người mượn, và cái nhà của họ quý vị đã đặt tên của quý vị vào trong cái chủ quyền nhà là cho mượn tiền. Vì vậy nên đó là một cái cảm giác mà bình yên nhất. Và vẫn có rất nhiều quý vị hỏi Kim Thoa là cái điều đó có chắc chắn hay không. Dĩ nhiên là nếu mà nói chắc chắn, người ta trả mình hoài và người ta không giật mình, thì dĩ nhiên Kim Thoa không dám nói điều đó. Tuy nhiên nếu thật sự điều gì xảy ra thì quý vị cũng khó mà có mất tiền lắm. Nên á, là vì giấy tờ ở bên Mỹ rất là rõ ràng, và quý vị là người lender, họ bán cái nhà, họ không thông qua mình, không làm sao họ bán được hết. Vì vậy nên đây cũng là một cái đầu tư gết. Và đối với Kim Thoa, nếu quý vị chỉ muốn một bình an và mình có những cái việc làm riêng của mình không có thời gian để suy nghĩ, để làm những cái việc khác, thì private lender là lý tưởng cho những quý vị đó. Tuy nhiên, về nhà cửa để đầu tư thì lại là một cái hướng khác của đầu tư, thưa quý vị. Nhà cửa, nếu mà nói là cái tiền lời vô cái nhà với cái tiền lời mà bỏ ra private lender, hai sự đầu tư gần như ngang ngang với nhau. Nhưng về nhà cửa, quý vị có một cái lợi thế khác hơn, đó là tiền lời mỗi tháng thì giống nhau, nhưng nhà cửa thì quý vị có thể tăng từ cái giá nhà lên, nên quý vị có thêm một cái phần nữa ở trong cái vốn nhà mà sau khi quý vị mua rồi. Thí dụ ngày xưa quý vị mua là 150, nhưng khi quý vị bán nó không phải là 150 nữa mà nó là 200.000, thì cái tiền của quý vị lời là thêm 50.000 nữa. Nên á, là nếu quý vị cảm thấy mình có thể đương đầu với những cái chuyện mà ở bên cạnh, chẳng hạn như là phải sửa chữa, phải có những cái report mỗi tháng, đôi khi nhà cửa hư hại hay là một cái vấn đề gì đó mà quý vị cần phải quan tâm, mà quý vị có thời gian để làm điều đó thì không sao cả, mình lấy công để mình làm lời nhiều hơn thôi. Và nếu mà quý vị nghĩ về cái vấn đề đó mà phiền, quý vị cũng có thể thoát khỏi cái phiền đó, đó là quý vị mướn một cái công ty mà quản lý cho quý vị. Dĩ nhiên cái tiền lời mỗi tháng mình sẽ ít đi, nhưng ngược lại quý vị vẫn lo được như mọi thứ, nhưng mà quý vị không, hoàn toàn không phải là full time cho cái vấn đề đó, vẫn nhẹ nhàng. Và đặc biệt khi nói đến đây thì Kim Thoa rất vui để giới thiệu với quý vị công ty Precious Realty and Mortgage cũng là một công ty chuyên quản lý về nhà cửa và cho mướn nhà cửa. Vì vậy trong chương trình này, vì chỉ có một ít thời gian thôi nên có rất nhiều điều Kim Thoa muốn chia sẻ về hai cái đề tài này lắm, nhưng mà không thể nào. Vì vậy nên Kim Thoa rất muốn là nếu quý vị nghe chương trình này và quý vị có những câu hỏi, những cái thắc mắc detail hơn, chi tiết hơn, xin quý vị gọi thẳng cho Kim Thoa cũng như công ty Precious Realty and Mortgage ở số điện thoại là 713-988-1425. Kim Thoa chúc quý vị và gia đình có một ngày thật an lành, bình yên và hạnh phúc bên cạnh người thân. Xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới.